BTV xin chào các bạn nha. Hôm bây giờ mình sẽ đi vớt ốc nha. Nước nước này cũng hơi lớn. Mình sẽ đi vớt ốc để vô làm gỏi, gỏi ốc ra muống. Đây cây vớt ốc. Dính con ốc nè. Đâu, đâu. Em ơi lấy cái gỗ dính con ốc nè. Nè thấy ốc không hai? Đúng rồi nhưng mà ốc này nhỏ quá. Đây đang con nè, từ. Ốc nhỏ quá hả? Ủa, nãy con ốc bự mà. Ai biết. Đi đó. Kệ kệ đẳng em đừng đụng, đụng nó chìm xuống dưới. Đụng nó chìm xuống dưới á. Kệ kìa. Ai giống không? Đó nó đó. Ý trời con đừng đụng nó nhào đầu biết con. Dạ. Con. Đúng rồi đây con ốc bự bự lắm nè. Đây. Nè, đâu? Để Dương vớt đâu 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 coi. Đây cái mương này ốc nó sẽ bù ở trên mấy cái bèo này nè. Mấy lá nè. Ốc nhỏ bự hả bác nghe, ốc nhỏ bác không có ăn được đâu. Đây. Đây. Hai đứa đầy nắng quá. Rồi con xách cái gỗ nha. Con ốc này nhỏ bỏ đi. Đây vô đây. Thôi cái này không có đưa được. Nè. Đâu? Ốc lớn không? Đó. Một con. Đúng không? Hai con. Tiếp vô một cái nữa. Đó, nó bu lá đúng rồi. Đó, đó, thấy không? Có con. Kìa, ba con. Nè, nè. Đó, đưa út kìa, đưa út kìa, đưa út kìa. Nè, út nhỏ. Đó. Đó, mấy ốc nhỏ bỏ đi. Con bước ra ngoài, mau lên. Suka bước ra ngoài, Suka bước ra vô đây. Bỏ ốc, ốc nhỏ bỏ đi Dương. Đưa lên nhà. Con đứng đó đi, con đứng yên đó đi. Dạ. Đây cây con ốc nhỏ nè bỏ nè. Rồi đứng yên nó đi đừng nhào vô. Nó lớn rồi. Ừ, lớn. Nó cũng lớn. Anh đâm nhiều. Đứng đây đi, đứng đây đứng ngoài sau út đi. Đứng không? Cái này à. Đó. Là tôi làm mỏi quá. Đó. Con làm mỏi quá. Rồi, dớn con rồi. Đó. Một con ốc hả? Để mới lớn con ốc chút mỡ. Bu cái lá đúng không? Đó nó bu cái lá kìa. Ốc này là ốc bu nha. Ốc bu. Ủa ốc này ốc gì ốc Dương? Ủa, ốc đâu? Trái dừa mà. Ôi ôi trái dừa. Dục trái dừa đi. Cái này gì vậy? Dục đi con. Nè dừa ơi. Nó lùm lùm mông hả? Dục đi, dục đi. Ừ con dục đi. Dạ. Ờ nó nhồi quá hả? Ôi trái chanh kìa. Trái chanh nó lụm. Em dở cây lên nó đó. Đây trái chanh. Trái dừa nó lụm luôn kìa. Bên kìa. Chào hai ơi. Ơi. Cái dừa nó lụm kìa. Ừ. Coi chừng con ngã con đừng dựa vô đó Khánh Đăng. Chạy con mẫu. Con mẫu với con dừa đó con bay xuống mương luôn á. Trời ơi đứa nào đứng sau đứng né chỗ khác. Đừng có né né chỗ khác nè, con qua đây nè. Suka qua đây con. Để cô Dương cô Dương của cái cây chúng con. Đâu. Nó nó dừa. Con đẹp không? Ừ đẹp. Đi dạo chết đi. Thôi mình đi ra ngoài nè. Mình đi ra ngoài đi đi. Nè. Nè, con nắm tay con hai nè. Bước ra, đi đe không đó. Ủa này gì mà dần dần đi nè. Nè. Ủa đâu rồi, gỗ đâu rồi con? Ừ nha. Rồi đó. Nhớ trời. Rồi. Cái này cái dính. Có kéo hả? Rồi, đây. Đây, đưa đây con hai. Không. Dây mít chấm muối ớt ăn hả? Nhưng mà mọi người nói là nó chát chát thôi chứ đâu gì đúng không? Chát lắm. Trời ơi. Đây cậu hai cầm cho. Ê, nó nằm. Con nhỏ nó ăn mới đã. À, con nhỏ nó ăn mới đã hả? Con nhỏ nó ăn mới đã. Đứng đây đừng vô để Út vớt thôi, con đứng xa con dòm đi. Thấy không Dương? Thường chỗ mát á, chỗ nắng ít có ốc. Bắt được con nè. Nè. Đó, một con. Nè. Chết rồi. Từ từ phải không? Ốc này sống mà chết. Sống chứ chết là nặng không? Nè, Út được hai con nè. Nè, Út được hai con nữa nè. Kìa. Yeah. Nhưng mà ngày con rồi. Ơi, Út được hai con. Nè, đưa cái rổ cho Út kìa. Ủa, hai con nhỏ, cái mẹ nó. Rồi. Nè. Ơi, trời hả? Nè, anh nhìn nè. Khu này nhưng mà nhỏ không à. Ơi, ốc đó, ốc đắng. Ốc đó, ốc đắng. Ốc đắng. Yeah. Rồi con, ờ con để đi hồi hồi mà hai để đây vô. Đây nè, rồi. Con nhỏ. Kìa bên kia đó Dương phải không Dương? Đó bên kia kìa. Thấy không? Thấy không?
Đi đi lên kia đi. Con nhỏ ăn mới đã. Trái dừa. Ừ, trái dừa. Con ăn mừng ngon. Đúng rồi. Dạ. Tôi núp vào. Con tôi lấp ở kia thôi. Đi lại đây nè con. Đi lại đây nè. Đây nè. Xuống ra, cố cầm đi. Ừ. Đi đây nè. Ủa cái cây này cây gì Dương? Bông nữa nè. Bông đỏ 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 nè. Cây này giống cây mít vậy. Cây mít mà. Bông không gì không biết nữa, bông gì nó chùm luôn á. Cây bên đó đó hả? Ờ cái này nè. Bông đây. Không lẽ cây xài. Không phải xài đâu, bông nó bông về về chùm chùm, bông cây gì không biết nữa. Hôm qua nước rồng tao thấy quá trời vô. Nước lớn từ nó phải nổi lên chứ. Nè, đó nè nè, nè bon. Nè bon. Đưa gỗ cho Út. À. Đó vô nước. Nó đu kìa. Kìa đó, đu cái cây đó. Đu cái cây cái lon á. Nó đu mày sao chết được từ từ á trời. Chết rồi. Chết rồi. Đi đi ra đây. Đi. Đây. Cầm mỗi cái gì bà già anh? Nó không cho đó, nó không cho cầm kìa. Có không? Khúc này có không? Kìa, đằng đó kìa. Đưa mà hai cầm gỗ đi. Đưa mà hai cầm gỗ đi con. Không cho chứ. Con đứng đó gì thôi, đứng đó đừng có vô. Không có. Không có. Không có. Coi chừng ở sao nghe em thục cái cây coi chừng ở sao. Đồng hai ơi, đồng hai, ốc hơn. Ừ. Đó, con nấu nướng ấy nó ăn nè. Con nướng hả, nướng hả? Không, cái này chú là làm gỏi con. Làm gỏi hả? Con đứng ở ngoài đừng vô. Con vô dưới. Đâu vô đâu, con hai cũng đứng ngoài nè. Nè. Ừ. Nè. Nè, cầm. Đây kìa con hai cầm. Hấp luôn chùm luôn. Đâu? Hai con. Út ơi, mày chán rồi. Ừ, té xuống dưới. Đừng có vô. Đây, mau lên. Mẹ đem. Trời vớt ngược cái gì ơi. Trời ngược cái xuôi gì cũng vô được, được. Cái gỗ đâu rồi? Đây, nó đưa nè, mỏi rồi. Trời quá. Còn con ốc nè hai. Ốc ba nè. Ôi, ốc đó ăn cũng được đó, nhưng mà thôi đừng. Ồ, ăn được đâu, ốc này ăn được đâu. Nhất đạn bị trúng hả? Vô, đi lấy ra ngoài. Đi ra ngoài. Không có dịnh này, không có cái tay dịnh này nữa. Con á. Đó, ừ, con nó bự đó. Con ốc nó đều nữa dạ. Hai coi hai đứa nó nha hai. Ừ. Đây được mấy con? Đây con. Chúng ta khác. Nè. Nè. Mình làm biến mình lội xuống thì mình lấy cái vợt thì mình vớt. Anh để rổ đây nha, em đi xách theo nha, anh coi chừng hay nó. Để rổ đây nha. Ui té. Ừ, xém tu xám té rồi cái gì. Bon lên coi con. Lại cho mát đứng nè. Cho mát chứ. Nè, đứng đây. Nè, ở đây có nữa nè. Cái đám bèo đây nè. Con phải con cây đó. Đó, đâu đó hay gì đó. Đâu, lấy ra coi. Nó đi qua. Ây da, đúng rồi. Anh đang con đứng yên chỗ thôi. Hai đứa đứng đâu đứng đó thôi. Dòm kỹ trong cái đám bèo con có. Đó. Đi đâu ra ngoài chi vậy? Để con làm. Con làm con nè. Sắp hơn. Con thấy mà đi vớt. Thấy thì mình không đúng. Con này là trái hay là con vậy? Có ngóc còi cái chìm kìa. Đâu. Đó, kế bên đó luôn. Hồi nãy có con em vừa động nước cái nó nhả nó chìm xuống liền. Chìm luôn hả? Ừ. Có nhả hả? Ừ, nó nhả cái cây đeo á. Đeo vô cây nó nhả ra. Ừ. Ốc đắng không ăn hả? Ốc đắng. Thấy không? Bắt không? Thôi ốc đắng ăn lấy ốc kia đi. Tới. Bu đi. Vô xích ra cho mọi hai đi con. Trời ơi, đạp cho bạn. Đạp chân ca kìa. Đi đi lại chỗ mát đứng nặng. Theo Út nè. Rồi đi lại bà Út đứng kìa. Ca giỏi không? Kêu lại đây liền à. Con lì quá. Có không? Không thấy. Mát con. Dục đi con. Dục cái cây.
mình. Nè, nè đây nè, đây nè. Hai ba con nè, thấy không nè, đây nè. Nè, ở ngay đây cái đầu lá một nè. Con ở ở cái chui lá cũng có nữa kìa. Đó kế bên đó. Nè, nè kế bên đó. Đó, miếng rong đó, đó miếng rong đó. Ừ. Kế bên nữa đó. Đúng không? Ừ. Té con. Dạ, con đựng cái dừa. Phía trong nữa kìa. Phía trong đó. Lúc nào? Đó, 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 thẳng tới, thẳng vợt tới. Đây này, phải không? Đó, không. Bên đây nữa nè, bên đây nữa nè. Đó, tới vợt tới cái tới nữa nữa nữa. Đâu đâu em không thấy á. Nè nè, đó nó bu đó. Đó thấy chưa? Tám vợt. Nó đó. Nó đang qua đây nó đang. Thôi. Đây nè. Mình dưới nước luôn nè. Ừ. Đây nè, nãy ra đây. Đang nãy ra nè, nãy ra nè. Đang nó xong thì em nhớ là tút nó. Đừng để út để mà hai vớt con. Thấy con út của đó có con nào không? Lại bà út con, đi đi lại bà út. Đi con hai lại bà út nữa nè. Yeah. Đi lại bà út nè. Tôi đi bắt ốc. Con đi bắt ốc. Có con út. Con hồi vô mình làm. Ê trời, gì vậy? Hồi vô mình làm gỏi đu gỏi đu đủ ăn nè nè trên cái cây này nè. Ừ. Nó bu trên cây kìa. Cái này có từ trời ơi quá trời luôn rồi, một gỗ luôn rồi. Khánh đang đựng dục xuống con để mà hai vớt rồi rồi mất tiếp chạy mất ốc á. Nè, mình năng. Nè làm nè. Để bốn mà đâu mà hai đợt. Nè đây nè. Thấy không? Làm không mà. Trên cây đó ừ đó coi có. Nó nằm dưới đây không con. Ừ. Mất cái cây lên rồi. Ốc bu ốc bù ha, ốc lát chứ ốc đắng chứ ốc, ốc lắng ốc đắng con này có bu không ốc đắng đắng bự vậy. Ừ nè. Ừ nè con cầu á anh nó mơ đó thôi đừng có dục xuống. Nè bên đây có nữa nè. Đó. Nè bên đây nữa nè. Ngay trong mấy cọng cỏ nè em. Nó bu trong mấy cọng cỏ. Ê cậu hai té. Cưng. Cưng. Nó khô rồi. Nó khô té anh đó. Ừ nó khô là nhà cũng luôn hai đứa cháu. Trái dừa, trái dừa. Đó, bên mấy cọng cỏ, trái dừa. Mấy cọng cỏ đó có đó. Vô con mẹ con bánh tí nữa. Mấy cọng cỏ nè em qua đây em dòm nè. Không. Cầm nha ca. Đừng bỏ nha. Vô coi. Vô coi mẹ mua bánh nè, đi. Hai bốp nè. Rồi đó mình lấy vô. Đi. Mày con hai vớt đi. Được chưa? Như đây đủ dĩa gỏi chưa? Đấy chắc đủ rồi đó. Như đây chắc đủ dĩa gỏi nè. Đủ chưa? Để con đâu? Siêu ca cầm kìa. Hết mương này chắc được cái dĩa đó mày. Dĩa à? Thôi vớt kỹ kỹ chút là được dĩa à. Con cầm mình xuống đó. Đúng rồi. Bên đó nữa đó, dòng lên bên trong đó. Nó nhỏ nhỏ nữa. Có con này gì vậy? Nó chết rồi, nó bò bò, nó buông tay cho rồi. Thì nó em đụng nó buông tay. Thì em đụng nó buông tay nữa, chưa kịp thả nhả hơi ra để nó chìm á. Đây Khánh Đăng ơi, thì móc vô đi. Kè Su Ca cầm kìa. Su Ca rồi đây con. Su Ca đưa cho cô bỏ vô, bỏ vô. Đó rồi. Chết rồi. Chứ cô cầm bỏ vô cái tay cô bỏ kìa. Đưa tay kìa. Nè đây nè, đưa đây. Đây. Nào. Cô cầm đây nè. Chết rồi. Đang không có ra mèo ngoài nha. Mèo thôi kìa. Còn đứng đó thôi. Rồi đứng đây. Nè nhớ đây nè nhớ. Đây nè nhớ rồi nhớ. Nhớ rồi. Đi ra. Nè, thấy không đây nè. Đây, đâu? Ừ, đó. Đây đây. Đúng không? Ừ đúng rồi đó.
thường bu lên cỏ hơn là bu lên rêu rong. Đổ bự quá, cái nào đây nó đổ trời. Không vậy, nhọc nhọc chân á, cây nhọc. Hả? Cái cây á nhọc vậy? Kìa bên kia kìa em. Bên bờ bên kia kìa. Ông có bờ. Đó bên bờ bên kia. Đó bên bờ bên kia đó, thấy không, đen đen đó. Còn xa quá vậy, tới không vậy? Đó. Ốc con hả? Đó, còn nữa đó. Đó, bên bờ bên kia luôn hả? Đó, con đen đó. Đây hả? Đâu tới anh. Đi có rồi nha. Đó thấy không? Thẳng qua nó cái đen đen đó. Né qua đi nha. Mệt hả con? Dạ. Đây là bỏ vô kia. Cái vừa hay lắm. Ủa nó vừa. Nghĩ nó thả bò, nghĩ nó đâu có cây hả? Nó bò. Cái vừa. Rồi, sụp lại, sụp lại. Lại đi, chừng trúng cái cây. Cái rồi. Bên bờ người ta thấy rồi. Thấy chưa? Mình thấy giống này nè, chưa được bắt được giống này. Trời mày đùm luôn hả? Mình phải có dừa hay là đùm mới vậy? Chứ dừa chứ gì? Im ngồi hai đứa, hai đứa không dám sụp lại luôn á. Nếu sụp cây lại thì đúng đó nè. Nè không? Trời ơi. Một đùm luôn chứ cái dừa đâu? Đâu đâu đưa quay coi. Nè em vứt chút đùm luôn nè. Trời ơi, để đó. Dừa đâu dừa nè, không? Trời ơi coi nè. Đùm ba con bự á. Nè nè con à. Thôi đi vô đi được rồi em ơi. Được chưa? Được rồi. Vô đi, hai đứa này đi giữ nó mệt quá. Giữ nó mệt thiệt luôn á. Đi ra con, vô. Thôi vô. Rồi vô đi, vô đi, vô đi. Vô. Út vô nè. Con hai vô nữa nè. Không? Dạ. Vô. Thôi mình đi vô đi, đừng có giành với Suka, con đi vô. Đi. Thôi đi vô. Đi đi vô nhà rồi mượn. Đó, quay nè Suka, thấy chưa? Quá trời luôn. Ốc. Đó. Ốc trời hả? Đó. Không mới đi vớt con khúc mà vớt dạng vớt vô chơi 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 thôi. Thôi giờ mình vô nha. Chào các bạn nha. BTV xin chào các bạn. Tiết mục vớt ốc xong rồi hồi mình sẽ làm tiết mục gỏi rau muống ốc nha. Giờ vô nha.